Chiều 26 tháng 5 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang UAE với 29 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng. Trước đó một ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách 29 cầu thủ để thi đấu 3 trận còn lại thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. 10 cầu thủ còn lại sẽ phải ra về do không cạnh tranh được với các đồng đội. Trong số này có trường hợp của Nguyễn Văn Hoàng, thủ thành đang chơi cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đây là điều được dự đoán trước bởi việc lên tuyển muộn hơn toàn đội. Do phải cách ly y tế vì Covid-19, khiến thủ môn sinh năm 1996 không có nhiều cơ hội thể hiện. Mặc dù vậy, tin vui đã xuất hiện với người gác đền xứ Nghệ vào chiều ngày 25 tháng 5 khi anh được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung để cùng đội tuyển Việt Nam bay sang UAE. Lý do mà thầy Park có quyết định bất ngờ này bởi vì thủ môn Đặng Văn Lâm không được lên tuyển sớm mà phải tới ngày 2 tháng 6 mới có mặt tại Dubai. Với sự bổ sung này, quân số của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là 30 cầu thủ. Trong đó có 4 thủ môn gồm Bùi Tấn Trường, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Toản. Tuy nhiên, đến tối ngày 29 tháng 5, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã phải nhận một tin bất ngờ. Đó là huấn luyện viên Park Hang-seo thôi triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm ở 3 trận gặp Indonesia, Malaysia và UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là quyết định khó khăn mà huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện đội tuyển đã đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Trước đó, câu lạc bộ Cerezo Osaka mà Đặng Văn Lâm đang đầu quân có một thủ môn dương tính với virus SARS-CoV-2. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn tối đa cho đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và thi đấu các trận đấu vòng loại World Cup 2022 tại UAE, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang-seo đồng ý không triệu tập Đặng Văn Lâm ở đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm vẫn là cái tên quen thuộc của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Từ AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019, Lâm Tây vẫn luôn là điểm tựa số 1 của thầy Park trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Trong 5 trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong năm 2019, anh chỉ để thủng lưới đúng một lần. Nhờ vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành một trong hai đội bóng đầu bảng để thủng lưới ít nhất cho đến thời điểm này của vòng loại World Cup 2022. Không có người gác đền 28 tuổi, đó sẽ là cơn đau đầu đối với vị chiến lược gia tới từ xứ sở kim chi, vì anh là thủ môn được sử dụng nhiều nhất dưới thời của ông, với tổng số thời gian là 2013 phút. Việc Văn Lâm không góp mặt, ba thủ môn còn lại của những chiến binh sao vàng là Tấn Trường, Văn Hoàng và Văn Toản sẽ cạnh tranh vị trí số 1 trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Trong ba thủ môn này, Bùi Tấn Trường được xem là người giàu kinh nghiệm trận mạc nhất khi anh bắt đầu ăn cơm tuyển từ năm 2008 và đến nay đã có gần 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Kể từ khi khoác áo câu lạc bộ Hà Nội, thủ môn gốc Đồng Tháp chơi với phong độ ổn định, nhiều lần cứu thua cho đội bóng thủ đô. Ở V-League 2020, Tấn Trường xác lập kỷ lục bất ngờ khi anh đã có chuỗi 14 trận bất bại cùng câu lạc bộ Hà Nội với 9 chiến thắng và 5 trận hòa, trong đó có đến 8 trận giữ sạch lưới. Sau 990 phút chấn giữ khung thành của câu lạc bộ Hà Nội ở V-League 2021, Tấn Trường vào lưới nhặt bóng 14 lần. Ưu điểm của thủ thành này là phản xạ nhanh nhẹn, chơi chân tốt và kinh nghiệm thi đấu dày dặn. Ở tuổi 35 và đang ngưỡng giai đoạn cuối của sự nghiệp, nhưng Tấn Trường chưa ổn định và sinh hoạt nghiêm túc. Sự tiến bộ của anh đã đánh tan những điều tiếng trước đây trong màu áo của đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ, giúp anh lấy trọn niềm tin của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hạn chế duy nhất của Tấn Trường là thi thoảng hay mắc sai lầm trong những tình huống không đáng có. Thủ thành này đã từng có nhiều pha xử lý gây tranh cãi và nó trở thành lo ngại với huấn luyện viên trong các trận đấu quyết định. Thầy Park chắc chắn hiểu rõ điều này. Tất nhiên, Tấn Trường nay đã thay đổi rất nhiều và anh cũng rút ra được bài học cho mình để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Nếu chơi tốt trong trận đấu giao hữu trước Jordan, biết đâu Bùi Tấn Trường sẽ lấy luôn suất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam. Theo chân đội tuyển Việt Nam sang UAE theo dạng vé vớt, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng Nguyễn Văn Hoàng vẫn còn cơ hội. So với Tấn Trường và Văn Toản, thì thủ thành của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang có ưu thế hơn về kinh nghiệm làm việc với thầy Park. Vào cuối năm 2017, thủ thành gốc Nghệ An được thầy Park triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam. Dù là thủ môn số 2, Văn Hoàng cũng ít nhiều khẳng định được mình khi thầy Park trao gọi ở trận đấu với U23 Uzbekistan tại giải M150 Cup được tổ chức tại Thái Lan và trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai trên sân Hàng Đẫy. Bản thân Văn Hoàng cũng thực sự tự hào khi được tận hưởng cảm giác chiến thắng với U23 Việt Nam xuyên suốt hành trình của đội và đến trận chung kết U23 châu Á năm 2018. Thủ môn điển trai này là một trường hợp khá đặc biệt bởi phần đa các cầu thủ xứ Nghệ sau thành danh đều đầu quân đến các đội bóng khác nhưng anh chọn trở lại cội nguồn. Gia nhập Sông Lam Nghệ An từ mùa giải 2020, Văn Hoàng ngay lập tức chiếm được vị trí số 1 trong khung gỗ của đội bóng quê hương. Thủ môn 25 tuổi thi đấu tự tin và giữ sạch lưới trong cả 4 trận đầu tiên ra sân cho Sông Lam Nghệ An. Qua 12 vòng đấu tại V-League 2021, Văn Hoàng đã phải vào lưới nhặt bóng 15 lần. Anh đã ra sân 1.080 phút trong thời gian này. Nói như vậy, không phải là do Văn Hoàng bắt kém, mà lỗi phần nhiều ở hàng thủ của Sông Lam Nghệ An mùa này đã bộc lộ quá nhiều thiếu sót.
Văn Hoàng không được coi là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Nhưng biết đâu đấy, nếu được trao cơ hội, anh chàng có khuôn mặt điển trai này lại thể hiện được mình. Trong số các thủ môn sang UAE lần này, người trẻ nhất là Nguyễn Văn Toàn. Chắc chắn người mộ cũng không còn xa lạ với cái tên này khi anh chính là người chấn giữ khung thành của U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 vào năm 2019 và tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan vào đầu năm 2020. Văn Toàn đang sở hữu chiều cao bằng với Văn Hoàng là 1m86. Thủ thành gốc Hải Phòng nổi lên và dần chiếm được sự tin tưởng của ban huấn luyện đội bóng đất cảng khi Đặng Văn Lâm rời đi. Ở hai mùa giải V-League 2019 và 2020, Văn Toàn được bắt chính 30 trận và có những pha cứu thua xuất sắc cho đội bóng quê hương. Đến mùa giải năm nay, sau 8 lần ra sân, thủ thành 22 tuổi đã giữ sạch lưới được 4 trận đấu và thể hiện được sự bản lĩnh trong nhiều trận đấu quan trọng. Văn Toàn được đánh giá cao khi sở hữu sải tay dài, ra vào hợp lý và có khả năng khống chế tốt. Điểm yếu của thủ thành người Hải Phòng là tâm lý vẫn chưa vững vàng cho lắm. Có thể nói, Văn Toàn là sự lựa chọn không tồi để chấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam khi không có Đặng Văn Lâm. Trong các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup, có nhiều thời điểm, thủ thành sinh năm 1999 được thầy Park triệu tập để dự bị cho Văn Lâm. Việc có nhiều thời gian được ăn cơm tuyển cũng giúp cho Văn Toàn tích lũy dần được nhiều kinh nghiệm. Nhìn chung, trong 3 thủ môn hiện tại của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tập trung tại UAE thì Tấn Trường thực sự nhỉnh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng hai thủ môn còn lại sẽ không được trọng dụng. Ở 3 trận đấu còn lại, huấn luyện viên Park chắc chắn sẽ có những toán tính riêng để lựa chọn người xứng đáng nhất cho vị trí quan trọng này. Còn đối với bạn, ai sẽ là người được thầy Park tin nhất? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận bên dưới video nha. Thiraton. Như vậy là đã có một tình huống thổi phạt penalty. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cũng đã có một động tác đẩy người trong pha quay chạm vừa rồi, nhưng thực sự nó không thật sự rõ ràng để chúng ta có thể xác định đó có phải là pha phạm lỗi dẫn đến quyết định thổi 11m hay không. Chúng ta chờ đợi tài năng của Đặng Văn Lâm, người có thể đánh thức bản lĩnh. Và anh đối mặt với Thiraton từ chấm 11m. Bên trái, nhưng cái chân của anh vẫn còn kịp để cứu thua. Pha cứu thua có thể nói còn quan trọng hơn cả một bàn thắng. Quá hay Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm đã mang lại rất nhiều niềm vui và rất nhiều cảm xúc